chăng ấy bằng chăng từ mơ sọc kê hay là vay sọc kê thả lực sọc dương ạ. Điệp xưa bạn, nhưng bạn mục bây giờ bạn hạt nữ khắp cho nà dục chôn cam chiêm rồi hà sắp rộng phí con khám ai. Sắp ngay nhóm miên là dục mà phê chân nằm. Sắp còn nát nhóm cứ nơi phùm cần đau lắm, khung phù ổng cổng, sắp bà sát khai cực phong sư phù. Các vị nhóm toàn châu hẳn đó, cứ nhóm thua ca kháng châm sát mà. Phàm cổng hôn sư phì. Châm lại nạ cổng hôn phạm thông mà chú rút cái chân, nên sát chú rút. Các nâng mạng chân nằm, thua ca nâng mạng chân nằm? Nhưng thua ca là nâng bà hai chìa chết bây chân nằm. Mùa hai đấy mà nâng chục bà bị ca nghiên nằm? Mùa xa lanh bà đá là hai cái chân mà hạt xong mai mà. Thì rùm tôi châu con khám ai đã bông nè rõm thả. Bao quay dương bông bông dương ở tre hot dương riêng đa dương riêng xóm kia dương dây rung thôi tam hú prát hot mẹ rong thả trong chục đồng đồng tay chất xa lạnh nữ chia diêm xu tơ sắp ngay cất mà tôi bạn quan dương ban mà chứ nào mấy hai cà bà quân ban bà mán chứ nên chẳng thì tôi bông mà lỡ bà hai chìa mà chứ nằm buôn khai bằng hay bậc quốc tâm ban xam sập pram đong chân nha xam sập chanh pram hay tâm ban tích ấy hay có dương cho tâm ban mà chân nam chi này hay dương ban bậc quốc ông đã chết bà to mà năng để xài này sao kịp khuyên mặt kịp dương dương vật thăng thăng nhưng mà bọn em gọi ai thảm ăn về khóa kịp khuyên mặt kịp dương hay dương bọc hạt khăn hát chứ đang là hát. Nhạc ở đây là nông ở chị Phương Mai đi mà đại dương nhìn cái đây nông mà đại. Đây bóng nông mà nhóm cư trong khăn đôi sạch bóng môn môn mà hay miền mục mọt nông tế chia đây. Nên đáng kia đại dương kết hạ sở lãnh hay trong lâu lâu là tam quân và ai đập bay và hai quân tới gần lực quân. Vì rung tư là có nguyên nhân sản lãnh bóng cao trọng của người cột vì là chất xương hay là đã vay châu lực nhiều. Hay mối tiết trong số đa miên sạch như chỉ nhẹ bà đà lá được cả dương miên và dương nhẹ. Vì rung tư ạc miên phong bóng miên được phi nhẹ phá ồn mà phi nhẹ phá ồn. Ôn chú môi đài hay còn ở lâu nào hạt lần à? Phá ồn ấy, một phần dính hạ bóng hạt nó khlập như thế này. Mới khơi mấy đài dương chùm rung quá được con trong màu này. Rung tư từ bóng quật xua có đêm bằng hai cột trăng máu thì rạp cột này nó cột ở hạt này nhóm một thao miền là cam mà nhóm đạch nhà chất thả nhóm là thuê việc bàn mà tay của bạn mình thả tiền nhóm không ta xua vô việc bàn Mấy sao lúc cú cột bạc hạt hàng nhóm tư vai theo bà tiên xin bà đọc bố trong vai theo bà tiên ở đây xin rạp nhóm cứ nhóm tam lục hù bằng lục hù có vô tới nhóm tư bằng à rắm chăng ấy bằng chăng từ mơ sọc kê hay là vay sọc kê thả được sọc dương ạ. Sầm rắp nhóm cứ vay mỗi năm các bạn thì bằng được khi này ta dương vay mà phai dương lo nên dương bằng phụ ấy mà phai ở đây con khăm ai mà phai châu đó cứ đang được vay mà hay con khăm ai dương nó lên cái bài nó thôi hay vay mặt phai nước mà đón hay là tập pháo đôi chỉ tạm đó nhận trả chứ phải đâu. Rồi mặt phai đôi chỉ bình đập ấy mà hay là tập pháo smart bay. Đâu nó sờ lòng không? Bạn sờ lòng nhưng cái bạn đây tạm tầng vậy nhưng để anh còn bay nhưng ngay là thơ còn bay ta mà thành đi rồi còn hù còn à nhạt ơi vay cứ vay tiền không cất hàng à vay mua chuột vay nhưng mà đây chỉ ca vay sinh nhật chứ không có như tên chỉ ca sập bài nâng ngày bằng nâng ngày hôm tới vay tôi mới không tham mây làm rạp dương mà hay dương vay mình lại ai phụng vua này tì phụ
quật miền đất bay thì hay quật chỗ mà cứ bọc vai dương là hốt dương là phê đo là hai mặt bàn này trong cái trang ở đây trong tết trong cái nhóm sông phát năm từ đầu dịp chôn dương môi dụng luôn là tay để phật lươn đá phật khô phật đương nhiên hay là phơ vay để mình lo bởi dương đá vay kia nơi tạm phung ra mấy cái ẩn rồi mà tại bởi dương nếu hát vay miền chung một bay nên cứ miền là nạc của lòng xong ọc con đo phên phên này tăng thầy con trò hay những đo không lắng chất nhằm tăng bị đau mà bà hay chụp bỏ ở quốc mình sợ có phép lo hay càng đó xin bà mà.